Chào các bác, hôm nay bên shop Trường Thảo đồ nuôi ong lội để gửi tới các bác những cái dụng cụ cần thiết về đồ nuôi ong lội, ong mật, ong ngoại nữa. Thì đầu tiên là mũ với áo bảo hộ khi các bác đi thăm ong nhé. Mũ với áo thì bên em có rất nhiều loại cao cấp đến loại bình dân, các bác có thể lựa chọn qua cái video này. Thì đây là một chiếc mũ cao cấp nhé, một chiếc mũ cao cấp nhất dành cho các bác đi thăm ong này. Đằng trước đó là tấm lưới đen tàng hình giúp các bác nhìn nó sẽ rõ hơn này. Đấy, và mũ rất chi là dày dặn nhé, đảm bảo 100% ong lại không thể đốt được nữa. Đây là chiếc mũ cao cấp này. Và tiếp theo là một chiếc mũ có giá rất là hợp lý là 60.000 đồng. Đây các bác này, cái dòng này thì dày dặn nhé, và nó có chiều rộng của bề mặt mũ là 40cm. Đấy, đây là chiếc mũ là cũng là cao cấp rồi nhé, chất lượng. Trước có tấm lưới đen tàng hình giúp các bác đi thăm ong sẽ nhìn rõ hơn. Và tiếp theo là một chiếc mũ dành cho các bác mà có thể đi tìm ong mật ở trong rừng. Các bác có thể dùng được chiếc mũ này rất chi là rẻ, nó có giá là 40.000 đồng. Thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ, em sẽ gửi tận nhà các bác với tất cả những cái dụng cụ về đồ nuôi ong mật, ong lộ. Thì một cái video ngắn này thì em đăng tải những cái dụng cụ nhỏ, còn bên em cung cấp đầy đủ những cái dụng cụ về ong nhé. Thùng cầu, thùng quay mật. Thì đây là áo này các bác này, áo nuôi ong đi thăm ong này, áo liền mũ nhé. Đấy, áo liền mũ chất liệu thì rất chi là ok rồi, rất chi là nhiều, chắc chắn là bác nào cũng biết đến chiếc áo này rồi, bởi vì bên cơ sở em cung cấp số lượng lớn, rất chi là nhiều, rất chi là đẹp nhé. Và máng ăn đây, máng ăn thì bên cơ sở em sẽ gửi tới các bác một cái loại máng ăn đẹp nhất nhé, máng to trong đây, cái máng này là máng đẹp nhất này. Đấy, rất chi là rộng nhé, giúp các bác nuôi ong sẽ thuận tiện hơn với những chiếc máng như thế này, không có mùi nhựa tái sinh, bởi vì đây là nhựa trong, nhựa tốt. Bột đậu và phấn là một cái thức ăn chủ đạo của ong rồi. Chắc chắn các bác mà nuôi ong thì bác nào cũng đang cần tới cái mùa khan hiếm hoa, thì bên em cung cấp số lượng rất nhiều nhé. Thì một cái video ngắn này thì em đang tải về chất liệu một chút để các bác nhà mình được tham khảo thôi. Chất liệu của cái phấn hoa của bên em là phấn cỏ kim 100% đã được sàng sảy nhá. Phấn này thì cũng rất nhiều video em cũng đăng tải, phấn này là phấn người ăn nhé, nhưng các bác có thể dùng cho ong ăn, bởi vì ong nó làm con rất là sạch sẽ, phải thơm phải ngon thì nó mới thích đấy, mà nó ăn cũng không hết nhiều đâu đấy. Và dọ chúa đây các bác này. Dọ chúa thì bên em có đủ các loại dọ chúa để các bác nuôi ong nhé. Dọ nhựa, đầu tiên là dọ nhựa, một cái mẫu dọ phổ thông nhất dành cho các bác nuôi ong lội này. Dọ xoắn này còn đây là lục giác này, nhốt ong chúa nhá, đây là lục giác này, và nhốt chúa 2 ngăn và 3 ngăn thì bên em đều có. Các bác mà cần mẫu nào thì alo tới bên em. Đây là cái nhốt chúa 2 ngăn và 3 ngăn. Đây là cái chắn cửa đấy các bác này, chắn cửa đây, số lượng lớn rất nhiều. Và quản chúa kim di trùng nhá, chổi quét ong nhá, quản chúa gỗ nghiến 100%, đây số lượng rất nhiều. Và dao thì em sẽ chi tiết một chút để các bác nhà mình được tham khảo. Dao bên em là dao chất thép đặt nhé, dao cực kỳ là sắc bén. Với cái chất dao thép này thì các bác càng dùng khi lát cái lượt sáp ấy, càng lát càng dùng lâu nó sẽ càng sáng dao ra và càng sắc, nó không như cái chất inox. Cái chất inox thì nó không thể bằng cái chất dao thép được, cho nên là bên em sẽ gửi tới các bác những cái dòng chất lượng nhất, bởi vì là một cơ sở chuyên nuôi ong, chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ về ong, và gia đình em cũng nuôi ong. Thì những cái đồ gì mà dùng thật sự tốt em mới giới thiệu tới các bác, nên các bác yên tâm khi chọn những cái sản phẩm thích hợp nhất đối với con ong lội của bên cơ sở Trường Thảo bên em. Bên em cung cấp thùng cầu nhá, thùng quay mật, nói chung là tất cả những cái dụng cụ về con ong bên em không thiếu một cái gì cả. Các bác mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295, đó là số điện thoại chính của em, có Zalo, các bác có thể kết bạn để theo dõi tất cả những cái sản phẩm của bên em trước khi đặt hàng. Đấy là một đơn vị cung cấp đầy đủ về đồ ong nhé, rất chi là nhiều. Một cái video ngắn thì em cũng không thể đăng tải toàn bộ tất cả những cái dụng cụ lên được. Các bác mà ở gần khu vực Bắc Giang thì mời các bác mà đang nuôi ong, các bác cần những cái dụng cụ khác nhau thì mời các bác tới nhà để tham khảo những cái dụng cụ của bên em nhé. Một cơ sở cung cấp đầy đủ về dụng cụ con ong lội. Vâng, thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Các bác mà quan tâm thì đừng quên like, chuông và ấn vào đăng ký, để mỗi lần em làm video về những cái dụng cụ nuôi ong, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.